Rồi, xin chào các anh em. Bữa nay mình sẽ nói về cái bài mà về hướng dẫn pha mực ha. Thì mình cũng nói luôn là hướng dẫn pha mực, mình hướng dẫn một cái gọi là căn bản nhất cho những người mới vô nghề tập pha mực. Chứ mình không có hướng dẫn mà kiểu như mà cao siêu gì đó ha. Còn những người mà họ có cái gọi là cao siêu rồi, họ họ làm lâu năm rồi đó, thì họ sẽ có một cách pha mực riêng, một cái kiểu kiểu tông mực riêng biệt của họ, để họ làm một cái riêng gì đó cho họ, thì họ sẽ pha những cái kiểu khác. Còn như mình thì mình sẽ hướng dẫn một cách pha, gọi là pha một cách căn bản nhất cho những người thích pha mực ha. Còn không thì anh em cứ mua cái set mà người ta pha sẵn á, thì mình làm tới luôn ha, nó rất là dễ. Bởi khi giờ mới vô để pha mực thì nói về mực thì mực đen đen nhất thì mình sẽ có cái thằng gọi là Super Black. Cái thằng này là cổ rồi, lâu đời rồi, nói về chùm về đen luôn, mực nó rất là đậm ha. Nó kêu là chuyên đánh cho châu chai bồ này, chuyên đánh hoa văn ha. Nhưng mà dạo gần đây thì anh em lại hay dùng cái thằng Dynamite ha. Nghe nói Dynamite, cái Dynamite này á, mực nó lỏng ha, nó lỏng hơn cái thằng thằng Super Black này. Mực nó đặc đặc kiểu như sữa vậy nè, rất là đặc nên đánh nó rất là khó. Nhưng mà nó đã vô mực được rồi thì nó đen thì muôn đời đen luôn ha. Còn cái thằng Dynamite TBK này thì nó mới ra gần đây thôi, mọi người đồn nó rất là đen, thì ok nó đen là nó lỏng, mực nó rất là lỏng. Cái chai này nó có nghiêng về tông đen ha, tông đen. Còn cái thằng này cũng là Dynamite luôn, nhưng mà nó hơi ngã về xám, nên cái chai này dùng để đánh đánh màu nó ngã về hơi xám. Và BLK nè, đó là để dành để pha ra những cái mít, ra những cái tông gọi là tông xám, tông lợt, để mình đánh những cái tông lợt ha. Đó, để bây cái chai này sẽ chuyên về pha, cái chai này chuyên về đen thì mình không nói, để dành những đen ha, đi đánh đen, đánh nét hay là những cái khuỉnh đen nào đó thì mình đánh cái chai này ok rồi. Đó. Bây giờ mình để đi sâu về về vô cái mực pha. Thì khi cần pha mực, cái đầu tiên người ta phải cần cái nước pha. Nước pha đây người ta cần cái chai này. Cái chai này theo tiếng Việt mình gọi là nước cây phỉ ha, nước cây phỉ. Còn nếu như bên thẩm mỹ, bên ngành trang điểm á, người ta nói là nước tẩy trang ha, nước tẩy trang hoa hồng ha. Nước tẩy trang hoa hồng anh em mà kiếm mua cái loại mà nó đề là nước cây phỉ, hình hình này là hình cây phỉ á, 100% thực vật á, thì nó rất là tốt. Cái nước cây phỉ này nó có công dụng là làm se khít lỗ chân lông ha, giảm sưng tấy và làm cái khít lỗ chân lông. Bây giờ khi chúng ta mà xâm lên cái tay chúng ta trong quá trình chúng ta làm á, thì cái lỗ chân lông nó không bị sưng, không bị phù lên, giống như một như mọi lần người ta hay thấy đúng không, người ta xâm hồi là cái lưng nó sưng phù lên, nó sưng lên, nó nổi lỗ chân lông lên, thì cái nước này nó sẽ làm se khít lỗ chân lông lại ha, và giảm sưng tấy, nó là như vậy. Và nó là tẩy trang ha, là nước tẩy trang, nước cây phỉ, nước hoa hồng anh em. Cái thứ hai nữa là cái glycerin ha, anh em gọi là glycerin. À, nó sẽ ra cái chai như vậy, cái chai này nó đặc giống như sữa vậy đó, mà nó màu trắng trong. Cái này là cái nước này, nếu như anh em mua được cái loại mà của nước ngoài, của châu Âu thì nó rất là tốt ha, của Mỹ hay của Pháp, của Đức gì đó ha, thì nó rất là tốt. Còn mình mua của China sẽ cũng được, nhưng mà nó không có tốt lắm. Còn cái hàng này thì của Malai nha, nhà sản xuất nói là của Malai, mình cũng không biết nhà của ai, nhưng mà mình cứ, nhưng phải tên nó là glycerin nha, chứ không phải glycerol nha. Glycerol nó khác, glycerin nó là glycerin, nó là thuộc dạng về về là thực vật. Cái này á, tác dụng của cái này là giúp thẩm thấu, thẩm thấu nghĩa là thẩm thấu, nghĩa là mực nó sẽ vô trong cái da mình nhanh hơn, đúng không, vô trong da mình nhanh hơn. Cái này người ta dùng, thường là dùng để là người ta chế mỹ phẩm, cái kem trộn đó nè, là người ta hay chế cái này vô người ta làm. Và người ta cũng có dùng để làm bánh nữa, dùng làm nhân bánh nữa, là thẩm thấu cái nhân bánh đó ha, làm nhân bánh. Cái nước này nó sệt sệt ha, mình cái chai này mình chưa có khui ra, nó còn cứng nhắc, mình chưa có khui ra được. Thì cái chai này để mình pha cái nước pha này, thì cái chai này với cái chai này mình pha với nhau, nghĩa là cái chai này mình là 8 nha, còn cái chai này 2 à. Anh em thấy không? Liều lượng là cái chai này 2, cái chai này 8, mình pha với nhau nó sẽ ra cái nước như thế này ha, rất là trong veo ha.
nếu là trong cái nước này mình đã pha rồi ha. Còn bây giờ nó đầy là mình không có thực hiện được gì, mình nó ít quá mình thực hiện anh em mà nó tốn kém của mình. Đây cái nước mình đã pha rồi ha. Để pha ra đúng không, thường thường anh em hay nghe người ta nói là pha mà chùm một giọt hai giọt ba giọt vậy anh em đúng không, ok làm cũng được thôi, nhưng mà khi mình ta pha mà chùm một giọt ba giọt bảy giọt chín giọt gì đó, nó có một cái không hay như vậy này. Khi chúng ta pha một chùm như vậy chúng ta làm trong quá trình 10 lần chúng ta pha thì tất nhiên 10 lần đó nó sẽ khác nhau hết anh em đúng không, anh em thấy thấy có đúng không? Không bao giờ 10 lần chung 10 lần mà ta pha vô đây mà nó chuẩn 10 lần như 10 lần hết. Anh em thử nghĩ anh em chế 10 giọt, ví dụ 3 giọt mật đi. Anh em có chắc chắn 100% là 3 giọt mật đó nó bằng nhau không? Lần này với lần kia là 3 mật nó bằng nhau không? Và ta chế đầy cái chim này anh em có chế rõ ràng là cái chim nó sẽ đầy ra đó không? Đó, bởi vậy cái khả quan mà pha mà gọi là bằng chim này là pha trực tiếp vô chim á, nó không có hay lắm, vì chúng ta làm một lần người ta cái ra cái tông mực như vậy thì lần sau chúng ta kêu ta cũng pha y chang vậy luôn mà sao đánh nó không có ra được cái tông giống như vậy, đó là do khi chúng ta làm là chúng ta pha không có chuẩn. Với cái thứ hai nữa, khi ta làm lỡ mà nó hết mực đi chúng ta pha lại lần thứ hai thì cái lần thứ hai pha chắc gì 100% nó sẽ y chang cái lần thứ nhất, anh em thấy đúng không, không bao giờ nó đúng được à. Bởi vậy khi pha mực chúng ta nên pha vào một cái chai 1 ao hoặc 2 ao hoặc 4 ao tùy theo cái liều lượng anh em xài. Anh em đông khách nhiều khách anh em làm mau hết mực thì anh em pha cái chai 2 ao 2 ao ha, còn nếu mà anh em lâu hết mực thì anh em pha cái chai 1 ao, vì khi mình đã pha ra như vậy rồi á thì 100% chúng ta chế ra là mực nó y chang vậy ha. Và khi anh em làm anh em pha mực làm thì khi một quá trình pha mực ở trong vòng chúng ta để cái chai không như vậy nè khoảng 4 5 ngày hoặc 1 tuần gì đó mà chúng ta cầm lên chúng ta nhìn nó vẫn đen thui giống như vậy ạ là ok ha. Nhưng mà khi chúng ta pha một khoảng 4 5 ngày hoặc 1 tuần chúng ta cầm chai mực lên mà ta thấy nước nó trong ở bên trên và mực nó lắng xuống phía dưới à, đó là không có được, là bị hư ha, nước đó là bị hư anh em nha. Bây giờ khi bắt buộc chúng ta làm ta phải lắc lên, ok lắc lên làm thì là nó đều. Nhưng khi chúng ta đổ ra cái chum này chúng ta để trên cái bàn này chúng ta làm nè khoảng nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó thì cái mực nó sẽ lắng xuống phía dưới và cái nước nó nổi lên trên. Khi chúng ta chấm cái mực vô thì tất nhiên nó sẽ không có đều được giống như cái lần đầu tiên chúng ta làm đúng không nè. Bây giờ chúng ta pha cái chai này và cái chai này nó giúp thẩm thấu cái mực vô với nhau, nó hòa quyện với nhau, lúc nào cái chai nó cũng đen thui giống như vậy ha, là mực lúc nào nó cũng hòa quyện với nhau. Nếu như chúng ta xài những chai mực mà đã pha sẵn như vậy á mà thấy nó bị lắng mực xuống tức là nó bị hư, anh em đừng có xài bỏ đi. Ai nói gì kệ, mình nói anh em tin thì anh em làm, vì khi mình nó lắng xuống chúng ta đổ vô cái chai mực này thì nó sẽ lắng xuống chút khu trong quá trình chúng ta làm nó sẽ lắng xuống, không lẽ mỗi lần làm cái ta lấy cái kìm ta nhúng cái tủ quay 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 cho nó đều lên, nó cũng không đều được anh em, nó sẽ bị chia mực ra nó không đều được à. Đó là những cái cách gọi là chúng ta pha mực, là chúng ta sẽ pha bằng cái chai dynamic trắng ha, TLK này ha, vì cách này nó nghiêng về xám. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu cái cách pha ha, cái cách pha gọi là căn bản nhất cho những người biết. Khi mà anh em nhìn thấy một cái hình mà cái màu nó đẹp quá, anh em nói ủa sao pha ra được cái màu như vậy à, xin thưa là không được đâu nha. Một cùng một cái chai mực đó, một người thợ đó đánh cho 10 người khách ra 10 màu khác nhau, không bao giờ giống 100% màu khác nhau à, tùy theo cái da của khách nữa. Những cái da mà trắng mịn đó, trắng mịn như da con gái á, thì chỉ cần một cái lớp màu phớt 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 chúng ta nhìn thấy á à, là nó sẽ ửng lên, là mai mốt nó ra xám rất là đẹp. Còn cái da mà đen thui thui lụi anh em nó trời xám cái là nó không bao giờ nó ra xám được. Bởi vậy cùng một cái tông mực đó một người thợ đánh luôn, đánh 10 người thì nó sẽ ra 10 tông mực khác nhau, nó không bao giờ giống nhau được nha anh em nha. Em mình đừng có hiểu lầm là cứ làm cái pha công thức pha như vậy thì nó đánh sẽ ra cái màu như vậy, sai nha, không có đúng, không có đúng ha. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đừng nhìn trên mạng mà chúng ta nói, chúng ta nhìn thấy ở trên mạng một cái màu đó đẹp đẹp lắm, chỗ tôi nhìn thấy cái hình nó đẹp, màu ra xám đẹp lắm, nói thẳng ra luôn là 10 người thợ khi đã làm và đăng cái hình ở lên trên mạng đã qua chỉnh sửa hết rồi anh em, không có người thợ nào để nguyên si bóc ha,
nghĩa là 10 người thì hết 9 người rồi, mà họ đã chỉnh lại rồi, chỉnh cái màu cho nó đẹp lên ha, chỉnh làm mình da đủ ý trên đời để cho nó đẹp lên. Cũng như mình và một số người bạn đã chứng kiến thấy một cái hình nó rất là đẹp, rồi nhìn đẹp lắm, ai cũng khen trời ơi màu ngon kê, đẹp phán dữ lắm. Nhưng cái kỳ mà cô Vinh Sành á, anh em ra anh em nhìn được trực tiếp thì anh em mình thấy thử ơi bình thường có gì đâu, thì xuất sụt vậy trời, mà trong hình này nhìn rất là đẹp ha. Và cái tháng 11 này có cái cô Vinh Sành, anh em nào mà có điều kiện á, ta mua vé ta coi, chúng ta coi trực tiếp cái hình ở trên cái da của người người ta đó, thì anh em mới biết được là cái người thợ đó đánh như thế nào. Còn nhìn trên mạng ảo lắm anh em, cũng y như con gái vậy đó, không nhìn thấy trên mạng đẹp tuyệt vời, cái lúc ra ngoài gặp ngoài đời trời ơi muốn tán cho nó phát đi về đi, không thấy không anh em đó. Thôi bây giờ mình sẽ vô về cái phần chi tiết. Rồi anh em, khi chúng ta pha cái nước này và cái glycerin này ha, với nhau liều lượng là cái này 2, cái này 8 anh em ha, chúng ta sẽ ra được một cái nước pha ha, để ra được một cái nước pha. Và bắt đầu chúng ta sẽ pha mực. Mình sẽ pha mực ra những cái tông gọi là tông số 1, tông số 2, tông số 3 và tông số 4 là tông 100%. Anh em đúng không? Thì để pha như vậy thì chúng ta mình sẽ pha một cái cách căn bản nhất cho anh em thấy, nghĩa là căn bản nha, không có nói là gọi là cao xa gì nè. Thì cái tông mực mình sẽ đặt là số 1 là cái tông mờ nhất đi ha, số mực là tông mờ nhất. Anh em thấy không? Số 1 là tông mờ nhất. Nha. Còn con số 4 là tông đậm nhất ha, số 4 là tông mực 100%, 100% mực. Anh em thấy không? 100% mực là tông số 4. Tông số 3. Anh em pha ra cho mình cái mực nguyên chất này ha. Là 50-50 ha, 50-50% mực và 50%. 50% mực và 50% nước pha à, là 50%. 50%. Nếu như anh em pha mà 75% á, cái này 75% mực à, 20% nước, 25% nước, thì chúng ta không thể nào phân biệt được cái màu đâu. Rất là khó phân mực, vậy ta phân mực là gấp đôi đi là 50% anh em ha. Xong tới cái tông số 2. Đó. Thì ta lấy cái 50 này, ta chia đôi ra nè, chia đôi ra 50, chia đôi ra 50% chia đôi ra thì mình được 25%. Nhưng với cái 25% đó mà với cái 50% này á, thì cái lượng nhìn nó tách biệt ra nó rất là khó, nên bởi vậy ta chia đôi thêm một lần nữa thành là 25%. 25% đó, 25% mực và 75% nước anh em không. 25% mực, 75% nước. Cái số này là cái số mực ha anh em ha. Còn cái số nước là lúc nào cũng là mình cộng lại cho đủ 100% nha. Đó. Và cái tông số bộ công số 1 ha, tông số 1 là cái tông mờ nhất. Nếu như 25 ta chia đôi là còn 12% đúng không? Nhưng ta 12%. Tông số 4 là 12. Nhưng mà nó nếu như mà đệm để cái tông 12 á thì nó rất là mờ. Nó không thể nào mà chúng ta nhìn thấy được cái màu của nó tách biệt từ 25% cho đến 12, nó rất khó là tách biệt lắm. Chúng ta đưa xuống còn 3% nha anh em nha, 3%. 3%. Ừ. Anh em nếu như mà chúng ta cũng có một chút xíu học thì chúng ta sẽ hiểu được là 100% và 50, 25 và 3 đúng không? 3%. 3% mực và 3% mực này và 100 phần và 100 cộng lại cho đủ 100% nước ha. Nghĩa là chúng ta có thể mua cái xi lanh á, mua cái xi lanh á ha, chúng ta bơm. Ví dụ như cái này nó là gần 100 ml đi. Thì chúng ta bơm 3% 3 cái ml, 3 ml ha, bơm 3 ml. 3 ml mực ta đổ vô đây. Xong ta bơm 97 ml. À, 97cc à, 97 ml là ta đổ vô đây thành 100 đúng không? Đó. Còn cái chai 25 này à, thì ta bơm 25cc mực và ta bơm 75cc nước là pha đều ha. Còn 50-50 thì dễ rồi đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ ra được một cái tông mực ha. Ví dụ như cái tông này là cái tông số 1 ha.
mình sẽ đổi cái tông số 1 lên. Ví dụ như cái tông này là tông số 2. Mình sẽ đổi cái tông số 2 lên, mình nó pha giống như là cái liều lượng mà mình nói ở trên này ha. Còn cái tông này là tông số 3 ha. Mình sẽ đổ lên. Mỹ quá, quá chơi nhiều rồi anh em ạ. Để mình chùi mấy cái chai này cho nó sạch sẽ cái đã. Thì chúng ta sẽ ra được một cái liều lượng mực ha. Cái liều lượng mực. Anh em có nhìn thấy không? Những cái tông mực nó tách nhau ra nè, rõ ràng ha. 100% này nó đặc quá là mình phải nói ha. Đó. Nó sẽ tách nhau ra nè. Tông này rất là mờ ha. Tông này đậm hơn và tông này đậm hơn. Khi mà chúng ta làm, chúng ta hay nhìn thấy một cái gọi là chúng ta nhìn thấy trên mạng á, người ta đánh mà cái mực nó ửng ửng đỏ đỏ lên, ửng ửng đỏ đỏ nhìn rất là đẹp đúng không? Nhưng mà anh em đừng có làm như vậy. Làm giống theo cái phương cách kiểu như cổ là phải có màu ở trên đó, chứ không phải ửng đỏ lên nha. Ửng đỏ lên là cái da mình nó đỏ thôi à, chứ không phải là mực ở trong đó đâu. Phi qua thời gian khoảng là tầm 1 tháng hay 2 tháng đó, cái mực nó rất là mờ, nó mờ khẩn bay luôn, bay mất tiêu luôn. Và khách nó kêu bạn ơi anh đánh mực làm sao nó dỗm mới nó bay hết không có dính. Bởi vì chúng ta nhìn thấy mấy tông nhật cổ không? Mờ cỡ nào thì mờ nhưng nó vẫn có hình mực ở trong đó ha. Đó là cái tông 3% nè anh em, chứ anh em đừng có pha một kiểu một giọt cái một chùm bự nó ra mờ 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 đánh mờ 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 phớt phớt mờ mờ rồi thời gian nó bay hết rồi. Không. Ai mà đã làm qua mà bị thấy mực sau này rất là mờ thì anh em sẽ hiểu được cái bài hôm nay nha. Đó, tóm tắt lại là chúng ta như vậy. Để pha mực chúng ta cần cái pha này để pha mực loãng ha. Dùng cái chai nước pha này ha. Anh em gõ trên Google anh em mua cho Shopee gì là cũng có đấy hết à. Mấy cái này cũng vậy. Glycerin ha. Cứ đặt Shopee là có anh em à. À. Cái chai này cũng vẽ thôi. Rồi. Đó là những cái cách pha mực mình đã nói ở trong này. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tới đây. Nếu như anh em mà có thấy hay thì cho mình xin một like ha. Anh em thấy gì không hay anh em cứ comment ở dưới cho mình nghe nha. À, rồi ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi có gì hãy like giúp mình để mình kiếm tô mì gói này nha. Rồi xin chào các anh em. Hẹn anh em gặp lại những clip phía sau nhé.